Xin kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Doanh nhân doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng 7 tháng đầu năm nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đồng Nai vẫn đạt trên 810 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cấp mới 33 dự án với tổng vốn đăng ký gần 284 triệu đô la Mỹ và 68 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 527 triệu đô la Mỹ. Như vậy đến nay, Đồng Nai đã thu hút được 1.551 dự án với số vốn đăng ký là trên 32,1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ giải ngân của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 80% so với vốn đăng ký, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng những dự án mới bổ sung vốn vào tỉnh vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước và đã vượt kế hoạch năm 2021. Thưa quý vị, hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo các doanh nghiệp tại Đồng Nai, trong quý 3 năm 2021, hầu hết các doanh nghiệp cố gắng duy trì hoạt động và chờ đợi dịch lắng xuống để khôi phục sản xuất. Vì thế, trong thời điểm này, doanh nghiệp gần như không chú ý đến lợi nhuận và sẵn sàng chi ra các khoản lớn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cố gắng không để xảy ra ca nhiễm bệnh trong nhà máy. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục bùng phát ở một số nhà máy tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương khiến các doanh nghiệp lo lắng vì nguy cơ không hoàn thành đơn hàng rất lớn. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hiện tỉnh Đồng Nai đang ưu tiên các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch trong các khu dân cư, nhà máy. Bên cạnh đó, tỉnh đã đề xuất chính phủ sớm có nguồn vaccine phòng COVID-19 cho Đồng Nai để tiêm phòng cho người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, giúp các công ty sớm phục hồi sản xuất. Để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động giảm lãi suất cho vay. Đồng hành chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp, hiện nhiều ngân hàng áp dụng mức giảm lãi suất với các khoản dư nợ hiện hữu, tức là các khoản nợ mà doanh nghiệp đang vay ngân hàng. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính được miễn giảm hơn. Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư quy định về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động với tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7,5 ngàn tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn là 0%, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề, ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thưa quý vị, nhằm đồng hành chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng đời sống, việc làm do dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội 9 tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai vừa trao 320 triệu đồng, tương đương 1.200 suất quà cho Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động ở trọ trong các khu phong tỏa cách ly trên địa bàn tỉnh. Đây là tình cảm chia sẻ của công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Có thể nói, trong giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, những phần quà ý nghĩa này sẽ động viên tinh thần, giúp người lao động phần nào ổn định được cuộc sống. Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với 36 chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong cả nước đã chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Thì báo cáo là tổng số tiền đã hỗ trợ từ đầu mùa dịch thứ tư tới nay là ủng hộ là 1 tỷ 100 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã ủng hộ đóng góp 2 máy thở, rồi các vật tư y tế cho bệnh viện dã chiến, rồi ủng hộ cái quầy thực phẩm không đồng cho các lực lượng tuyến đầu với lại các gia đình khó khăn trên địa bàn của tỉnh. Thì hôm nay thì chi nhánh chúng tôi cũng sẽ thay mặt các ngân hàng sát các tỉnh để trao tặng 1.200 phần quà trị giá là 320 triệu cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và của cơ quan đơn vị mạnh thường quân hỗ trợ bằng vật chất tinh thần để vượt qua khó khăn. Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đồng Nai và các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong cả nước, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ mua 1.200 suất quà nhu yếu phẩm thiết yếu để trao trực tiếp đến công nhân lao động trong các khu cách ly phong tỏa. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục được đồng hành cùng với lại Ngân hàng Chính sách, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách chi nhánh Đồng Nai để có những cái hoạt động nhằm hướng tới là
giải quyết những cái chính sách cho người lao động, và đồng thời là có những cái hỗ trợ kịp thời đến người lao động trong cái tình hình mà dịch bệnh ngày càng phức tạp mà khó khăn như thế này. Được biết, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị chung tay đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ người dân và công nhân lao động vượt qua khó khăn đại dịch. Đến thời điểm này, tổng số tiền mà cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là trên 565 triệu đồng. Thì trong cái thời gian tới thì ngân hàng cũng sẽ có những cái hoạt động cũng như sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại Liên đoàn Lao động rồi các đơn vị trên cái địa bàn tỉnh để chung tay đóng góp ủng hộ cho các bà con, nhất là đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục ổn định cái cuộc sống. Thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là cái chương trình để quan tâm giải quyết những cái chế độ chính sách cho người lao động theo cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì cũng đã lên những cái chương trình để mà hỗ trợ cho những công nhân, người lao động mà nằm ở trong cái khu vực bị phong tỏa. Cụ thể là những cái nhu yếu phẩm sẽ được đem đến kịp thời cho các anh chị em công nhân mà nằm trong cái khu vực phong tỏa. Do là cái địa bàn của Đồng Nai nó rất là rộng và cái lực lượng lao động nó cũng là đông, cho nên đến thời điểm này thì chủ quan đánh giá thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã cố gắng hết sức, tuy nhiên là cũng chắc chắn là chưa có bao quát được hết, và hiện nay thì cũng vẫn còn một số cái khu vực bị phong tỏa rồi, nhưng mà Liên đoàn Lao động chưa có kịp thời hỗ trợ đến. Thì xuyên suốt từ đầu cái kỳ dịch của cái kỳ thứ tư tới giờ thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã cố gắng để mà làm như thế nào đó để những cái chính sách dành cho người lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ cho người lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh triển khai rà soát nhu cầu vay vốn hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hiện đã có hơn 20 doanh nghiệp liên hệ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỏi thủ tục vay để trả lương ngừng việc cho người lao động với khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hơn 9.000 đơn vị đã được Bảo hiểm xã hội giảm mức 0% và số tiền tương ứng trên 130 tỷ đồng. Thưa quý vị, như đã đề cập, nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã và đang triển khai chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, người vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến hết 31 tháng 3 năm 2022. Riêng với trường hợp vay vốn tín dụng chính sách để trả lương phục hồi sản xuất thì người vay là người phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến hết 31 tháng 3 năm 2022 ở các lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cả hai trường hợp này được cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng với lãi suất 0%. Để được vay vốn tín dụng chính sách, người sử dụng lao động phải đáp ứng các yêu cầu không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Người sử dụng lao động có nhu cầu vay tín dụng chính sách để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, liên hệ trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện, thành phố, tỉnh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định. Và thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này cũng thay cho lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.